Thưa quý vị và các bạn, sau những trận mưa lũ thời gian qua, khá nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn thành phố Đông Hà đã bị hư hỏng nặng. Việc khắc phục, sửa chữa nếu không được xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng lớn đến sản xuất vụ đông xuân tới đây của người dân. Tuy nhiên, để khắc phục, sửa chữa cơ sở hạ tầng sản xuất nông nghiệp cho người dân trong thời điểm hiện nay vẫn còn gặp không ít khó khăn. Đây là nội dung chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay. Trước tiên sẽ là phần tin trên các lĩnh vực hoạt động của thành phố Đông Hà. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua thành phố Đông Hà đã thông báo báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020. Năm 2016 đến nay, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đông Hà được chỉ đạo triển khai kịp thời nên có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, công tác tuyên truyền được đa dạng hóa bằng nhiều hình thức. Việc nạo vét, khơi thông, cống rãnh thoát nước ở khu vực đô thị được thường xuyên. Nhất là, thành phố đã đầu tư mua sắm phương tiện thu gom rác, kinh phí để xử lý các điểm rác thải công cộng, điểm ngập úng gây ô nhiễm môi trường. Để đảm bảo chất lượng, phục vụ tốt cho công tác quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố trong năm 2021 và những năm tiếp theo, lãnh đạo thành phố Đông Hà đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu những ý kiến hợp lý tại hội nghị để bổ sung, hoàn thiện báo cáo, từ đó nghiên cứu đưa ra các giải pháp thiết thực và cụ thể hơn nhằm triển khai thực hiện. Chi cục thuế khu vực Đông Hà Cam Lộ vừa tổ chức hướng dẫn chính sách thuế mới và đối thoại với người nộp thuế. Tham gia lớp tập huấn có gần 500 đơn vị doanh nghiệp đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế khu vực Đông Hà Cam Lộ. Tại buổi tập huấn, các đơn vị doanh nghiệp được nghe phổ biến những chính sách thuế bổ sung sửa đổi mới có hiệu lực từ tháng 10 năm 2020, như phổ biến nội dung nghị định của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế cho các đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời tổ chức đối thoại trực tiếp với người nộp thuế, Chi cục thuế khu vực Đông Hà, Cam Lộ đã lắng nghe những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 và lũ lụt thời gian qua. Những vấn đề liên quan đến các thủ tục hành chính về thuế, giải đáp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, hóa đơn, v.v. Thành đoàn Đông Hà vừa khai giảng lớp tập huấn khởi sự kinh doanh, diễn đàn Startup, cơ hội và thách thức. Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên truyền đạt những kiến thức cơ bản về khởi sự kinh doanh, kỹ năng liên quan để có thể chuẩn bị tốt hơn cho xây dựng, phát triển khởi nghiệp của riêng mình trong thời đại công nghệ 4.0. Trong đó chủ yếu là các kiến thức, kỹ năng cơ bản về khởi sự kinh doanh, những kỹ năng cần có để khởi nghiệp thành công, nghiên cứu thị trường, hình thành ý tưởng kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh, các loại hình doanh nghiệp và mô hình tổ chức doanh nghiệp, các loại chi phí cần chuẩn bị cho khởi sự kinh doanh, qua đó tạo cơ hội cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lập để lập dự án khởi sự kinh doanh có tính khả thi. Thưa quý vị và các bạn, sản xuất nông nghiệp hiện đang chiếm tỷ trọng khá lớn đối với nhiều địa phương vùng ven của thành phố Đông Hà. Sau nhiều đợt mưa lũ liên tiếp thời gian qua, việc sản xuất nông nghiệp của bà con đang là vấn đề nan giải khi mà cơ sở hạ tầng hầu như bị ảnh hưởng nặng nề. Phóng sự sau ghi nhận về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trạm bơm của Hợp tác xã Tân Vĩnh, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà. Đây là trạm bơm phục vụ cho tưới tiêu của gần 10 hectare lúa, 2 vụ của người dân khu vực này. Sau nhiều đợt mưa lũ liên tiếp, trạm bơm bị ngập sâu trong nước nên không thể hoạt động được. Để duy trì hoạt động của trạm bơm đòi hỏi nguồn kinh phí lớn mà nguồn kinh phí của Hợp tác xã lại có hạn. Nếu không hoạt động được, chắc chắn việc tái sản xuất của bà con sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều diện tích lúa của bà con có nguy cơ mất trắng trong vụ đông xuân tới. Trạm bơm và cả cái hệ thống tưới tiêu của thực trạng thì nó bị là bùn cát vùi lấp, cái thì vùi lấp, cái thì sỏi lở. Do đó là thực trạng là quá là nghiêm trọng đối với là cái khả năng của hợp tác xã. Thì nếu như muốn có cái sự hỗ trợ của nhà nước thì cái vụ sản xuất là đông xuân sắp tới về thu thì cũng nếu như mà bản thân hợp tác xã thì không thể là khắc phục nổi.
Không chỉ trạm bơm hợp tác xã Tân Vĩnh mà hiện nay thành phố Đông Hà có 19 trạm bơm bị ngập và hư hỏng do mưa lũ trải đều khắp các địa phương có sản xuất nông nghiệp. Khi bị ngập nước, dù đưa hệ thống máy móc đi sửa chữa nhưng việc tái sử dụng gặp không ít khó khăn. Hầu hết nguồn kinh phí để khắc phục, sửa chữa đều vượt quá khả năng của các hợp tác xã và các địa phương. Ngoài ra, mưa lũ còn ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp khi làm cho hơn 11,2 km kênh mương bị hư hỏng, 5.000 mét vuông lúa bị vùi lấp. Hiện tại hệ thống kênh mương nội đồng và cả hai trạm bơm phục vụ cho sản xuất vụ hè thu và đông xuân lắp điện này thì đã hư hỏng hoàn toàn. Thì đứng được từ nay thì phường cũng đã ngoài cái việc đã chỉ đạo cho hợp tác xã tiến hành là khơi thông là một hệ thống kênh mương khắc phục những cái thiệt hại ban đầu do bão lũ gây ra để đảm bảo cho cái việc phục hồi sản xuất sớm nhất. Tuy nhiên còn một số cái hạng mục hư hỏng khả năng như trạm bơm, hệ thống kênh mương bị phá hỏng hoàn toàn thì hợp tác xã về phường cũng không có khả năng để mà khắc phục được. Thì được cái tình hình như vậy thì để đảm bảo cho việc sản xuất vụ đông xuân sắp đến thì văn phường đã có báo cáo lên ủy ban nhân dân thành phố và các liên quan để xem xét để kịp thời hỗ trợ cho tất cả các hợp tác xã trong việc khôi phục sớm nhất khi thiệt hại để đảm bảo cho việc vụ đông xuân sắp đến được triển khai đúng theo cái lịch giao vụ. Trong thời gian tới nếu như mà không được hỗ trợ của cơ quan nhà nước về kịp thời thì chắc chắn cái tiến độ để sản xuất nông nghiệp của phường, đặc biệt là các hợp tác xã lái phước Tân Vĩnh thì sẽ là khó khăn và nguy cơ là không triển khai được vì không có nước tưới. Bên cạnh là coi như là cái thiệt hại á về sản xuất nông nghiệp thì cái cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất á cũng bị thiệt hại, như hệ thống kênh mương nội đồng, rồi sạt lở cả cái đê kè, rồi cả cái trạm bơm điện là bị ngập úng và hư hỏng. Thì hiện nay thành phố đang chỉ đạo các phường và các hợp tác xã là tiến hành ra soát thống kê để có cái biện pháp khắc phục. Đặc biệt là nhất là cái hệ thống kênh mương nội đồng và một số diện tích lúa mà bị vùi lấp thì cũng đang tiếp tục để chỉ đạo bà con tiến hành có như cái việc cải tạo và sửa chữa các cái hệ thống kênh mương để đặc biệt là phải phục vụ cái kịp thời trong cái vụ đông xuân 2020-2021 sắp tới. Ngoài nguồn lực mà nội tại á của các hợp tác xã và bà con á thì cũng đề nghị là tỉnh và đặc biệt là vào thành phố rồi trung ương phải có cái chính sách hỗ trợ, vì hiện nay thì bà con thiệt hại khá lớn, trong khi nguồn lực thì hạn chế, cho nên cũng đề nghị là tỉnh và trung ương có cái chính sách quan tâm hỗ trợ, vừa đầu tư cơ sở hạ tầng, vừa là đầu tư như là hệ thống âm dụng, đặc biệt là dụng các loại để phục vụ cho sản xuất. Việc sản xuất vụ đông xuân đang đến gần, nhưng thiệt hại về cơ sở hạ tầng lại ảnh hưởng không nhỏ đến tái sản xuất của bà con. Theo thống kê, thành phố Đông Hà cần có nguồn vốn trên 38,1 tỷ đồng để khắc phục hệ thống kênh mương, đê kè, đường giao thông bị hư hỏng, cùng hàng tỷ đồng để khắc phục, sửa chữa các trạm bơm. Nội lực của người dân có hạn nên rất cần sự vào cuộc của các cấp ngành, kịp thời khắc phục thiệt hại do mưa lũ, đảm bảo tái sản xuất cho người dân. Chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.